với nắp lưng không thể tháo rời, giống như là cái máy được thiết kế nguyên khối. Viền xung quanh máy sử dụng một cái viền kim loại nguyên khối. Các bạn thấy là cái viền kim loại này bao quanh toàn bộ cái thân máy, cho chúng ta có một cái cảm giác cầm rất là chắc chắn và máy được thiết kế khá mỏng. Máy được thiết kế vuông vức với các cạnh được bo tròn. Ở mặt sau sử dụng cái tấm gương, một cái tấm kính giống như là trên những cái sản phẩm của Xperia Z1. Đây là toàn bộ cái nắp lưng, các bạn thấy là cái nắp lưng được in rất là ít chi tiết, chỉ có cái logo của Apple và camera chính và đèn led đỡ sáng. Còn đây là mặt trước. Mặt trước máy có một cái camera trước, độ phân giải là 5 megapixel để giúp chúng ta có thể là tự chụp chân dung. Đây là loa trong để chúng ta làm thoại và các cảm biến của máy. Đây là cái màn hình cảm ứng rộng 5 inch của Apple R1. Cái màn hình này sử dụng cái tấm nền IPS cho cái góc nhìn khá sáng, và cái góc nhìn rộng và cái khả năng sáng của màn hình, và có thể khả năng là chống tiết kiệm được pin. Phía dưới là ba cái nút điều khiển cảm ứng. Đây là cạnh phía bên tay phải gồm có một cái nút điều chỉnh âm lượng. Cái nút điều chỉnh âm lượng này cũng được thiết kế bằng kim loại trên cái viền kim loại này. Đây là nút nguồn nằm ở phía bên cạnh tay trái. Ở phía dưới nút nguồn có một cái khe sim. Sản phẩm sẽ hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Đây là cái khe sim. Các bạn thấy là khe sim của R1 này thiết kế khá độc đáo, với sim 1 và sim 2 được thiết kế chung một cái khay. Còn đây là cạnh dưới. Cạnh dưới có một cái cổng micro USB và một cái loa ngoài. Đây là cái microphone. Cạnh trên có một cái cổng audio và một cái microphone phụ. Sẽ có hai microphone để giúp chống ồn khi mà chúng ta ở trong môi trường ồn ào. Đây là camera chính của máy, có độ phân giải là 8 megapixel và đèn led tỏa sáng. Logo của Oppo được thiết kế bằng chất liệu kim loại bóng ở phía dưới cái lớp gương này. Các bạn thấy là giờ mở phía sau của chiếc máy này khá giống với lại chiếc Sony Xperia Z1. Khác với lại chiếc Oppo Find Mini được thiết kế bằng cái chất liệu nhựa trong, thì cái R1 này sử dụng cái chất liệu gương, cái tấm kính. Các bạn thấy là cái viền bên hông của chiếc máy này khá giống với lại iPhone. Cầm rất là chắc chắn. Pin của máy thì gắn ở trong máy và không có thể tháo rời ra được. Đây là cái giao diện chính của máy. Thì chiếc R1 này cũng sử dụng cái phiên bản hệ điều hành ColorOS của Apple, chạy trên nền tảng Android 4.2.2. Ngoài ra trong phần cài đặt này, Apple cũng có hỗ trợ khá là nhiều cái cử chỉ và chuyển động, giống như là các sản phẩm của Apple đang bán trên thị trường hiện nay sử dụng cái hệ điều hành ColorOS. Với cái màn hình độ sáng này, Oppo hỗ trợ thêm cái công nghệ siêu cảm ứng. Tức là chúng ta cũng có thể là sử dụng găng tay để điều khiển cảm ứng ở trên chiếc máy này. Ngoài ra thì có một số cái chức năng khác như là ba ngón tay để chụp màn hình, hoặc là kích hoạt máy ảnh bằng nhiều ngón tay vân vân. Có nhiều cái cử chỉ chuyển động mà Oppo hỗ trợ. Đây là các ứng dụng bên trong, không khác lắm so với những cái sản phẩm của Oppo sử dụng hệ điều hành sử dụng cái hệ điều hành ColorOS. Là các thanh công cụ nhanh với những cái nút cài đặt riêng, cài đặt nhanh ở trên máy. Ngoài ra Oppo cũng hỗ trợ một cái tính năng khá là độc đáo, tức là với một cái bàn cảm ứng như thế này, chúng ta vẽ một cái ký hiệu nào đó để mở nhanh một cái ứng dụng mà chúng ta được setup sẵn. Ví dụ như ở đây mình sẽ vẽ một cái vòng tròn, thì lập tức cái ứng dụng camera được bật kích hoạt. Hoặc là mình sẽ vẽ chữ đất tiêu,
thì trình duyệt web sẽ kích hoạt cho mình đã cài đặt sẵn những cái hình vẽ này ở trên cái máy. Máy có camera chính là 8 megapixel. Đây là cái giao diện chụp ảnh của Oppo R1. Cho thấy là những cái giao diện này cũng khá đơn giản và giống với những cái giao diện chụp ảnh của những cái sản phẩm Oppo khác. Đây là một số hình ảnh mình chụp được. Thì hình ảnh chụp ở trên chiếc R1 này khá tốt. Máy sử dụng cái cảm biến của Sony, cho nên là cái những hình ảnh thu được rất là sáng và rất là chi tiết. Mình chưa có thử điều kiện chụp ảnh ở trong cái môi trường thiếu ánh sáng, cho nên mình cũng chưa biết là chiếc R1 này có khả năng chụp thiếu sáng tốt hay không. Sẽ có một cái bài giới thiệu về cái chiếc máy ảnh này và trong những cái điều kiện chụp của chiếc R1 sẽ lúc đó thì sẽ nói rõ hơn về cái tính năng camera của máy. Bây giờ mình sẽ duyệt web và lướt sơ một số cái cấu hình của chiếc R1 này. Sản phẩm có cái màn hình 5 inch với độ phân giải là 720x1280. Sản phẩm cũng hỗ trợ với công nghệ âm thanh Direct HD Sound với bộ nhớ trong là 16GB và bộ nhớ RAM là 1GB. Camera chính là 8 megapixel có khả năng video quay video Full HD 1080 và camera phụ là 5 megapixel. Bộ máy có bộ xử lý là quad core loại tứ 1G3 với chip hình ảnh với chip xử lý là MediaTek MT6582. Pin máy có dung lượng là 2410 mAh. Sản phẩm này cũng hỗ trợ một số cái những cái file âm thanh có độ phân giải cao, ví dụ như file lossless, file black, quay v.v. Đây là một bài nhạc với chất lượng là một file định dạng file black. Thấy là máy đọc cũng khá tốt. Bây giờ mình sẽ vào cái loa ngoài của chiếc R1 này cũng không quá là xuất sắc. Tuy nhiên thì với cái tai nghe, cắm tai nghe vào thì âm thanh sẽ khác hẳn. Sản phẩm sẽ bán chính thức tại An Nguyên trong vài ngày tới. An Nguyên sẽ có một cái bài phù hợp về cái sản phẩm này. Các bạn có thể là theo dõi trên website của An Nguyên để có thể là xem những cái thông tin và những cái phụ kiện kèm theo khi mà máy được bán ra chính thức tại Mai Liên. Xin cảm ơn các bạn.